À, hôm nay gặp Vương Phạm đây. Đây là má Vương Phạm đây. Vương Phạm. À. Đó, lâu quá mà ra đây nhiều mà không gặp anh đó. À, hôm nay mới gặp má của anh đúng không? À, ok rồi, cảm ơn. Hello cả nhà. Hôm nay gia đình Toàn cũng cùng với gia đình người bạn tới đây ăn chiều thứ ba ngày 14 tháng 3. Đó, thì bây giờ Toàn sẽ vô đặt bàn mà không biết bạn Toàn đã đặt bàn chưa. Giờ Toàn vô Toàn hỏi thử nha cả nhà. Nếu mà cả nhà cảm thấy video hay thì cả nhà hãy subscribe, like và share cho Toàn nha. Toàn cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi bây giờ Toàn vô đây. Hello em, hồi nãy như gia đình anh có đăng ký rồi phải không? 10 người. 10 người, dạ đúng rồi. À, tên Quy đúng không? Tên Huy 10 người, hình như hồi nãy có đăng ký rồi. Dạ đúng rồi, tên Huy 10 người. À, khoảng dạ. Bao nhiêu phút nữa em? Dạ em có nói là đợi cỡ 20 phút nữa. 20 phút nữa, ok. Rồi cảm ơn em nha. À, lúc này chắc ngày nào cũng thấy cũng đông khách hết nữa. Dạ, giờ đây spring break. Cái điều ở đây á, cái bàn 10 người có không em? Hay là mình phải chia ra? Dạ, có bàn 10 người. Ví dụ cái bàn kia đó là phải 10 người không? Dạ, đúng rồi, bàn đó 10 người. À, còn cái giá này là cái giá mới hả? Dạ, không, cái giá này bữa giờ từ hôm khai trương tới giờ luôn là nếu mà anh đi buổi trưa mà ngày thường á thì là 21.99 nhưng hiện tại tụi em đang có 10% discount thì còn 19.99. À, còn buổi tối là cũng như còn vậy buổi luôn. Buổi tối thì cũng 31.99 với 10% discount lên thành 28.99. Nếu mà cái giá này thì khoảng bao lâu mới chấm dứt? Dạ hết tháng 3. À, kia là dài bao tức là hết tháng 3 đầu tháng 4 là đổi lại bình thường. Dạ hết tháng 3 là tụi em hết discount. À, ok. Thì anh quay lên để cho khán giả biết đó mà. Cái 6 người đổi 1 người là lúc nào thì em cũng giảm là từ bây giờ trở đi nhưng mà cứ 6 người là giảm 1 người. Tức là không có giới hạn giới hạn thời gian. Còn cái 10%. Dạ 10% thì tới tháng 3. Trong tháng 3 thôi. Dạ. À. Ok. Rồi cảm ơn hai em nha. Dạ. Anh Đạt đúng không? Dạ, đang biết gì. Đang biết gì? Okay. Em hỏi anh, em nghe nói trong cái sau này là mỗi cuối tuần mình sổ số hay sao anh? À, cái chương trình sổ số bốc thăm may mắn trong tuần hoặc là giữa tuần thì hiện tại bên em vẫn có cái chương trình sổ số đó, nhưng để ấn định ngày nào thì bọn em chưa có một cái ngày cụ thể. À. Nhưng hàng tuần thì nhà hàng cũng sẽ cố gắng để đưa ra một cái game nho nhỏ. Đúng rồi. Để tạo cái không khí cho mọi người. Mang tính chất là thu hút cũng như là cái không khí vui nhộn khi mà mọi người đến hỗ trợ cho nhà hàng Harvard Hotspot. Đó là một cái game nhỏ trong hàng tuần của chị. Và cái lịch sổ hàng tuần và cũng như là thời gian cụ thể thì nhà hàng, về phía nhà hàng sẽ thông báo với mọi người ở trên cái kênh thông tin trong thời gian ngắn nhất là như vậy. Thì trong cái tháng này đại khái nếu mà đi tới ăn thì đại khái là nhằm cái ngày đó sổ số thì sổ số thôi. Mình không dùng rồi. Nếu may mắn khách hàng nào đến đúng ngày mà bên em sổ số thì được tham dự cái chương trình game show sổ số nhỏ nhỏ. Còn nếu không thì mọi cái sticker của mọi người khi bên em đã giao cho mọi người khi đến đây, mọi người bỏ vào vòng quay may mắn này và trong đó có cái số phone của mọi người và khi trúng thưởng thì bên nhà hàng sẽ gọi điện cho số phone của người trúng thưởng. Bây giờ Toàn đương ngồi chờ để lấy bàn đi. Từ nãy giờ ngồi cũng khoảng 20 phút rồi. Ok, có hồi một hồi Toàn vô Toàn quay tiếp nha. Nếu mà cả nhà thấy hay cái kênh thì cả nhà subscribe, like và share giùm Toàn nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hôm nay mình gặp má của Vương Ra Phụ đây nha cả nhà. Vương Phạm đi. Nó đã bỏ vào cái ly á mà.
À, tại vì mỗi lần cái tuần rồi như thế để bây giờ nó đổi qua. Cái này nó ít quá nên nó không có. Dạ. Vì cô ngày nào cũng ra đây hết hả? À. Tại mấy lần ra đây mà không gặp. Mà gặp mấy anh chị quay lên á. Giờ gặp thì mới biết cô á. À. Dạ. Không để gì cũng tiện. Dạ. Ồ, đây là cái dòng mới nè. Còn cái này bây giờ dùng cái que này hả cô? Có cua. À, còn bên đây là sọ mực, giò tôm đó nè. Mọi người thứ nhất là vừa được cái rau nó tươi lúc nào tươi, và mọi người để xong thì mình để lại nó dạ em thấy sạch sẽ hơn. Dạ. Đúng rồi, cảm thấy tươi mà thấy sạch sẽ, thấy nó thoải mái cái khu vực này. Dạ. Nhưng mà có một điều thì sao phải cứu ấp liên tục, phải rất dạ. Cần rất nhiều người phục vụ để cứu ấp. Dạ. Chính vì vậy cho nên là cũng là một cái trở ngại, mọi người nhiều khi cứu ấp không kịp, mọi người lại không tới đồ ăn không kịp, cho nên đó dạ. Cũng là một cái mà trở ngại. Dạ. Nhưng mà về cái nhà hàng thì cũng sẽ cố gắng khắc phục tốt nhất về cái điểm này. Đây là một cái điểm mà hiện tại nhà hàng vẫn đang còn những cái khó khăn như trước mắt do dạ. Mới đầu. Mới đầu và khách dạ, hàng em đầu. Nghĩ ai cũng thông cảm mà dạ. Lúc mới đầu mà. Dạ. Dạ. Cho nên qua cái kênh của anh thì mình cũng thay mặt cho nhà hàng cũng xin lời gửi đến tất cả những cái thực khách đã đến ủng hộ của nhà hàng Pop Up. Những cái lời xin lỗi do cái ngày đầu khai trương nó còn rất nhiều thiếu sót, thì mong mọi người thông cảm cho. Ừ dạ, dạ. Cảm ơn anh dạ. Dạ. Đây là khu chỗ để thịt nha cả nhà. Đó, hôm nay là ngày 14 tháng 3. Đó, tập quay cho cả nhà cùng xem sự hoạt động của quán Pha nha. Quán Pha lúc nào cũng rất là đông đấy. Rồi, gia đình mình đã đến đủ rồi, và hai đứa kia đương đi lấy đồ ăn, và bên này cũng là gia đình mình nha. Đó, để mình, tại mình đi 10 người nên phải chia ra hai bàn nha cả nhà. Đó, đây, bàn mình đây. Đấy, kia đây. Rồi, gia đình mình ăn thấy làm sao? Rất là ngon. Ok. Rất là ngon hả? Còn cái lẩu thấy sao? Chị món thấy sao? Cũng ngon hết, nhưng mà có cái món này thì nó hơi cay. Thì đúng rồi, cái đó là phải bốn vị mà, có người thích ăn cay, người thích dạ, không ăn cay. Dạ, cái đó là cái nào rất là ngon. À. Ngọt nước. Dạ. Ghẹ rất là ngon nè. Ghẹ tươi. Ghẹ tươi chất lượng. Ok. Dạ. Đó, rồi vậy gia đình mình đi 10 người bây giờ phải chia ra hai bàn nhau rộng rãi. Dạ. Cảm ơn anh. À. Còn anh thấy sao? Ok. Ăn ngon. Ăn ngon. À. Dạ, nước ngon. Nước ngon, phục vụ tốt. Ok. Dạ. Nước ngon phục vụ tốt. Ok rồi. Dạ. Đi qua đây, gia đình mình bên này đây đó. Đó, gia đình mình ngồi đây, giờ gia đình mình ngồi bên kia luôn, cả hai bàn luôn nha. Tại đông quá phải chia ra hai bàn. Wow.
gia đình mình ăn thứ thế thôi. Rồi, okay. Còn đợi khác. À, hôm nay gặp Vương Phạm đi. Đây là má Vương Phạm đi. Hả? Vương Phạm nè. Đây. Hả, à, vô chụp hình đi. Lâu quá mà ra đây nhiều mà không gặp anh hết. À, mới gặp má của anh đúng không? À, rồi cảm ơn gì? Dạ. Rồi cứ ấy đi à. À, ok rồi cảm ơn. À. Thôi đi nha. Ủa anh Đạo ơi chị. À, ok nói anh Đạo về nha. À, ảnh kìa đó. Ok bye. Oh, khách đông quá giờ này, khách còn đông quá. Rồi thôi bây giờ Toàn với gia đình đi về đây, hẹn cả nhà một cái clip lần khác nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. À, xin cả nhà ủng hộ cho Toàn. Subscribe, like và share cho Toàn nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.